sau kèo U23 Malaysia vs U23 Campuchia bằng BC Game 31. Nhận định U23 Malaysia vs U23 Campuchia bằng B bóng đá Nam SEA Game 31, 16 giờ 16 tháng 5. Dự đoán kết quả sau kèo U23 Malaysia vs U23 Campuchia. Trận đấu giữa U23 Malaysia vs U23 Campuchia tại bảng B môn bóng đá Nam SEA Game 31 diễn ra lúc 16 giờ ngày 16 tháng 5. Nhận định U23 Malaysia vs U23 Campuchia. U23 Malaysia đã có cơ hội kết thúc vòng bảng môn bóng đá Nam SEA Game 31 với vị trí dẫn đầu. Hiện Bầy Hồ đang đứng nhất bảng B với 7 điểm, hơn đội xếp sau 1 điểm và ở lượt trận cuối, họ chỉ phải đụng độ một U23 Campuchia yếu hơn về mọi mặt. Trong khi đó, sau chiến thắng tưng bừng trước U23 Lào ở ngày ra quân, những chiến binh Angkor đã hiện nguyên hình khi để thua liền hai trận trước U23 Singapore và U23 Thái Lan. Với 3 điểm sau 3 lượt trận, U23 Campuchia gần như đã hết cơ hội giành vé vào bán kết bởi họ đang kém U23 Thái Lan 3 điểm và cùng với đó là thua xa về mặt hiệu số âm 2 so với cộng 8 của Thái Lan. Thậm chí, nếu có một trận thắng không tưởng trước U23 Malaysia thì thầy trò huấn luyện viên Kisuk Honda cũng khó có cơ hội đi tiếp vì ở lượt trận cuối. Voi chiến chỉ cần một điểm trước U23 Lào thì mọi chuyện sẽ chấm hết. Với những gì đang thể hiện kể từ đầu dài đến thời điểm này, nhiều người tin U23 Malaysia sẽ giành chiến thắng trước U23 Campuchia và đi tiếp với ngôi nhất bảng. Nhưng với một nhà cầm quân kinh nghiệm như Brad Maloney, chắc chắn ông vẫn sẽ yêu cầu các cầu thủ của mình duy trì sự tập trung cao độ, phong độ thi đấu và thành tích đối đầu. Thông tin lực lượng: U23 Malaysia đầy đủ nhân sự, U23 Campuchia đầy đủ nhân sự. Đội hình dự kiến: U23 Malaysia Ari Ghani, Quentin Chang, Faisalmer, Arin Afik, Haris Thaiko, Mukhari Emo, Nikakip Siahiran, Lakman Hakim, Siahir Basa, Safwan Matlin, Dani Oasri. U23 Campuchia Kim Huy, Ca Sokman, Tha Inh Van Chai, Sati, Din Sosidan, Bin Ratanat, Kirina, Siing Chantia, Van Davin, Chao Chan Chap, Limpisothu. Dự đoán kết quả: U23 Malaysia 3-1 U23 Campuchia. Tỷ lệ cược U23 Malaysia vs U23 Campuchia.